Rồi tiếp tục video chiều nay mình giao lưu cho các bạn, mình lựa là 4 cam mai giáo rin có bộ gốc đế đẹp để giao lưu cho các bạn nha. Thì chậu này chậu 50, chậu này là chậu lục giác. Rồi tất cả các cây đều là thùng chậu hết. Rồi cây số 1 trong video. Giờ mình sẽ quay mic hoa cho anh em xem trước nha, bởi vì sợ nó héo rồi, bắt đầu là mình không có tư liệu đó, mình chia sẻ cho nó thật á. Đấy, rồi mic hoa cánh kính nha anh em, hoa dẻo cánh tròn và kính đẹp. Rồi cái số 1 nha, bông thơm nhảy rất bung xì rất đẹp. Bạn ơi, đây giờ mình cái chiều cao cái này chiều cao ấy, mình thích chiều cao. Chiều cao báo luôn bạn, 35 nha. Không mét bé thôi, báo mét bé cho nó dễ. Bé lâm bởi vì phần rành ngọn nó có tơ mình bỏ. Mét bé nha mọi người nha, cho dễ nhớ. Lấy thông số nó tròn thôi. Bề rộng 75 rồi, quần thân mà. Quần thân này. Quần thân trên cũ nha. Cũ nhìn đẹp quá trời đất. Đưa cái que đây đó, đúng rồi. Ôm sát rồi, đây nó hơi bị cơ này. Rồi được rồi, đỡ mình đi cho. Thước bạn con này quanh thân 18 á. Quanh là 18, tìm cận 19. Rồi theo đây bạn. Đây. Thời giờ thấy đó, mầm tượng. Không cũng cần đo bạn. Mình không cần đo, mình không thích đo cũ đâu. Đo đỡ rỡ. Đỡ rỡ sơ sơ thôi. Đế khoảng 80 rồi. 80. Ui giời. Nhìn cái đế trái này, nhìn viền này nè. Không, nhìn cây 80. Bước mắt. Đó, đế rất lớn nha anh em. Cây gốc đế rất lớn. Thì sẽ thanh lý bán giá rẻ cho anh em mua về nuôi chơi nha. Đó, thanh lý một vài cây thôi. Số lượng có hạn thì anh em nhanh tay. Anh em nào thích thì ủng hộ nha. Anh em nào gu giáo thì ủng hộ nhà vườn nha. Rồi, cây số 1. Đấy, cuồng cây này. Bạn đếm cho mình, đếm chi mấy cái chi chính này bạn. 10 chi một ngọn nha. Đây mình đi quay xiên cho mọi người thấy này, từ trên cao quay xuống này không. Cây này lớp tàn rất đẹp, bấm cô á. Đó, cái này chơi cô tàn. Không. Rè đây đây. Rất là đều nha anh em. Các bạn nó rất là đều. Rồi, mình chuyển qua cây số 2 luôn. Bạn đo giùm mình chiều cao cái này luôn, mình vào chi tiết sau. Rồi, chào mét 3 luôn. Bờ ngang tim 85. Rồi, bờ ngang 85. Nhưng mà dưới này chắc phải rơi vào tầm 90-95 à. Dưới T1, T2 lúc nào nó cũng bự mà. Đo quần thân chỗ eo này trên cũ á. Rồi được rồi, thấy số. Rồi 16. 16 nha anh em. 16, tìm cộng 17. Gốc đế này anh em. Thì cây già là cây nào cũng có gốc đế cũ đó, đế rỡ nó rõ ràng đó, anh em yên tâm. Mình phân biệt cái cũ đế này. Chứ còn cái guồng cây này, nó khe khe giống nhau. Giờ mình lựa mà, lựa bán thì cái guồng cây nó khe khe nó giống nhau á. Cùi tay nó ngắn. Chi dâm nào bấm cô tàn đông đẹp hết. Đấy. Được 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 này. Không, lại 9 cành. Anh em kỹ mình cắt vào đây. Cắt vào đây mình dưỡng cái cây thứ 10 này. Đó, cắt vào đây nuôi cái cây thứ 10 cho nó hồi lại. Đó, cho nó bự ra. Không, đoạn này nó gút. Mình trả tiền cước nó cũng nhẹ hơn nữa. Chứ đừng có ham cao không chị. Đó, giờ đầu năm thì anh em bấm xe thoải mái nha anh em. Còn nhà vườn thì bà để bấm cô qua. Giữ form hết rồi. Cây rất già nha anh em. Mình quay qua đây cho anh em thấy được cái phần gốc đế nó nè. À, rất lớn nha anh em. Rồi mình kết thúc cái cây số 2, mình chuyển qua cây số 3 nha anh em. Rồi cây số 3 cũng là một cái cây mai dầu dân lâm. Cây này thì nó rộng hơn. Cái lọc non này nó non hơn mấy hai cái cây đầu tiên, cho nên là mình thấy được cái dáng nó tông thơ nó rất rõ ràng nè. Lọc nó đang bung mà. Ừ. Nhỏ cho nên giờ bấm sao quá. Rồi bằng đây cho mình chiều cao. Mình nghĩ mấy cái này nó né nhau hết rồi. Đúng rồi.
mét ba. Chiều cao mét ba, tán ngang khoảng 75. Rồi, ok bạn. Không, mình đứng từ xe mình quay đó, chứ không phải là quay gần đâu. Cho nên nhìn được form cây nó nhỏ chứ. Còn phần thân phải đỡ gần lại chút. Rồi 15, tiệm cận 16. Rồi, con trồng cây cú đớ, cái này nuôi cú đớ này. Đỡ nôm nó. Mình bạn bạn bấm giùm mình hai cái bàn tay của bạn vô để mình quay trở này. Bấm cái ái ha. Đây. Đấy. Độ trái nó rơi vào gần 80 trong gít. Cây thì anh em mới phân biệt cú đớ rỡ. Đang vàng nha quý anh. Cái đây vừa làm cỏ xong, còn hai cây kia thì chưa sới. Xem tí dạng. Được. Còn bấm dâm này nó rõ ràng đầu năm này nó dài mà. Không có lao tay lao cành nữa. Nhú rất là dày luôn. Hàng lựa thì nói chung mình bán anh em cây đẹp, chất lượng, cây khỏe mạnh nha. Thấy chưa? Ui xô cái cụ đó anh em không? Quá đẹp luôn. Vuông cây đi lên đều đẹp. Gốc buồn còn cháy. Đây mình quay xuyên thế này là anh em thấy được rõ ràng từ trên quay xuống này. Rồi, mình chuyển qua cây số 4 nha. Rồi, cây số 4 này thì đang nằm trong cái chậu xi măng. Đấy, cây vẫn đang form rất đẹp nha anh em. Và bây giờ bạn nhờ bạn đo giùm chiều cao, đo thông số. Nắng quá hả? Cái này cao hả? 1,4. Mà ngang 85. Cái này chắc lượng hơn ba cây kia nha anh em. Cái này cái nguồn chưa có tìm được cái chậu phù hợp cho nó. Cái này đẹp quá anh em. Ừ. Cái này giá trị cao nhất trong 4 cây video chiều này. Cái này thì không có đo được hoành thân ấy rồi, đo không bằng đo cái dưới tay một thôi, không cần phải đo sắt. Là 13 năm tiệm cận 14 anh em. Rồi 13 năm tiệm cận. Dưới này nhìn lớn nha anh em. Ui trời, cái nguồn nó quái, quan trọng là cái nguồn nó quái không? Nó sáng như sáng đường tròn ốc như cao tốc à. Cái đế này là 3 gang khoảng 60 nha anh em, nhìn nè. Đó. Ừ, hơn 3 gang anh em. Rồi bạn đó, không? 60, gần 80 á, nói chung gần 80. Nhìn đế là mình giật quá rồi đó, anh em nhìn thấy giật. Chậu này chậu 50 nè. Những cây này là nó bị giật, cái này là đường nhựa nó chậm lớn nhưng mà nó giả là nó bự rồi đó. Quái coi ạ. Lâu năm mà chứ không ít, cũng hàng 8 năm trở đi rồi. Chứ không có ít đâu. Vườn cây là không có leo tay leo cành nào hết. Nói chung cây đẹp, vườn đẹp. Đó, mình lựa cái cây cuối cùng cho nó hấp dẫn nha anh em, cây cuối cùng. Giá trị nó cao nhất cho nó hấp dẫn cho anh em ha. Đó, anh em nào xem hết video thì coi tới phút cuối cùng thì mình sẽ thấy được cái độ đẹp của cái cây thứ tư này. Cực kỳ đặc biệt nha anh em. Guồng cây đẹp quái, thoát thân từ gốc đớ lên rất là quái nha anh em. Đấy mình đang quay xuyên hình ảnh này, quay xuyên hình ảnh cho anh em thấy hết cái form cây nha anh em. Cho nếu mà quay đứng như quay ngang như thế này á. Đó. Thì cho đây buổi sáng rồi, cho bây giờ buổi chiều nó bị che nắng anh em. Đó, thì mình quay xuyên như thế này anh em thấy được rõ hết cái form cây. Rồi, anh em thích cái nào liên hệ nha, số điện thoại 0849 02 0790 nha anh em. 4 cây mài dạo rình dẫn long đẹp.